Alo, chào bạn, mình là Hưng. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học lập trình Python cơ bản đấy, thông qua cái công cụ của Google đó, thằng Codelab. Đấy, thì đây chính là cái app để học và các ngôn ngữ lập trình. Đó, thì cái link tải app thì mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả nhé. Bài hôm nay của mình sẽ là bài số 9, đó là lối chuỗi và lập chuỗi ở trong Python. Đấy, lối chuỗi và lập chuỗi trong Python. Đấy, ok. Thì lý thuyết ở đây thì ngoài các kiểu dữ liệu số thì kiểu dữ liệu chuỗi cũng có các toán tử như là cộng cộng mà nhân này, hoặc là in này, not in này. Trong đấy thì cái toán tử cộng ấy, nó dùng để lối chuỗi. Ok, thì mình sẽ thực hành cho các bạn luôn, cho các bạn nhìn thấy luôn này. Đây là bài số 9 đúng không? Thì mình xem một đoạn văn bản đi, xem đoạn văn bản. Ok, cái này di chuyển lên cái gì đây? Bài 9 lối chuỗi trong Python. Ok, rồi thì đầu tiên nhá, mình sẽ tạo ra cái biến này, một cái biến tên là message. Message nhìn nó gần giống từ massage đấy, bằng à. Ê, hello hello cộng à. Cộng một số cách này, cộng tiếp à. UMV à. À, ok. Rồi sau khi mà tạo ra cái biến message thì mình sẽ tiến hành mình hiển thị cái biến message đấy. Message ok, đấy, xong bây giờ mình bấm run này. Đấy. Các bạn chờ một chút nhé, nó hơi ấy, nó hơi chậm. Đây rồi đó, thì là cái kết quả chương trình nó sẽ hiển thị ra cái chuỗi này. Nó được nối giữa thằng chữ UMV và cái thằng và chữ hello và chữ UMV. Đấy. Thì đây mình sẽ ghi một cái comment. Thì đây là cái dấu thăng này. Comment ở trong Python ấy, nó sẽ bắt đầu bằng dấu thăng. Thì các bạn có thể xem cái video comment mình video video hướng dẫn về cái comment đấy ở trong ở trên cái góc này. Đấy, mình sẽ để ở trên góc này. Đấy. Ok, thì đây là sẽ mình sẽ ghi chú thích, đây là tạo ra một biến kiểu kiểu của nó là str trong Python là chuỗi. Các bạn mình có giải thích về các cái kiểu dữ liệu ở cái video lần trước ấy, các bạn có thể vào kênh của mình và xem kiểu str này. Đấy. Là kiểu str lối chuỗi, lối ba chuỗi. Đấy, lối ba cái chuỗi. Đấy. Ok, đấy là cái về cái phần nối chuỗi. Tiếp theo đấy là đến cái phần nhân chuỗi này. Đây cái phần nhân chuỗi này. Đấy nó gọi là lập chuỗi trong Python này. Đấy. Thì đây, bây giờ đơn giản này thôi. Mình ở đây mình sẽ print t, mình sẽ hiển thị ra một cái chuỗi này. Đầu tiên là hello à. Đấy. Nếu như mình chạy bấm chạy như cái thằng này thì nó sẽ hiển thị ra mỗi chữ hello rồi, đúng không? Đấy. Như đây còn như đây mình đã nhân thêm 3. Đấy, ở đây đúng là nhân thêm 3. Run thì sẽ được cái gì? Đấy, nó sẽ nhân ra ba cái chữ hello ở đây. Đấy. Ví dụ trong cái trường hợp này mà mình muốn nhân thêm mình nhân cái biến message kia nhân 3. Đấy thì sẽ ra cái gì? Đây. Bấm run các bạn sẽ thấy thôi. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ hiển nó nhân 3 lần cái biến Messenger của mình. Đó, ok. Thì đấy là phần cái về cái toán về cái lý thuyết về phần lối chuỗi và phần lập chuỗi. Đấy, thì lối chuỗi của các bạn có thể nhiều cách lối chuỗi khác nhau nhé. Đây chỉ là cách cơ bản thôi. Đấy. Ok, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chào các bạn.